thế tôn lời dạy tỏ tường, a năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, a thế nào tranh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, a thế nào tranh thoát đằng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, a thế nào tranh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, a nhân vật quy mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dẫu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, a ta thọ quả báo phân minh cỡ thành. Sabbe satta veda hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyabhaccha hontu anikha hontu dikhayuka hontu aroga hontu sambhati samichantu sukhi attanang mariharantu dukkhapatta chanidukha phayabhata chanidvaya sokkhapatta chanisokha hontu sabbe Viva ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lường, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh tắc mạch để thọ trì bát quan trai giới. Samayang Pante Visum Visum Rakhanatha Yati Sarane Nasaha Thang Yasamang Nagatang Ubo Sathang Yajama Bạc Hoa Đại Đức Tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti dạm bi ma văn hoành tê quỷ sâm bi sâm ra ca na tha và ti sa ra nê na sa ha a thăng ga sam an na ga tăng u bô sa thăng và cha ma. Bạch Hoa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, đi vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, Ta tỳ dậm bi ma văn phành tê bi sum rakhana tha ya ti sa ra nê na sa ha a thăng ga sa mang na ga tăng u bồ sa thăng ya cha ma. Bạch Hoa Đại Đức Tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới, để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Dạ, sa thú đành thay con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sân Thầy Dạ. Lễ
con thỉnh ngài cầm mic trở lại ạ. Tỉnh vi đóng trong cái bao bi ham thiên tử đi dâm vật cận kinh chi sanh năng gây chế ham bi con em lòng thành tỉnh thiên quy tăng lần thứ ba buộc đang sa đăng năng la mỹ con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Đạm văn sa ra năng gói trả mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sẵn khăn sa ra năng gói trả mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đô tư giam bi bất đẳng sa ra năng gói trả mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhì Đô Tỳ Giảm Bi Đâm Măng Sa Ra Năng Gách Chả Mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ nhì Đô Tỳ Giảm Bi Sang Ca Hăng Sa Ra Năng Gách Chả Mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ nhì Tập Tỳ Giảm Bi Bất Đẳng Sa Ra Năng Gách Chả Mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ ba Tập Tỳ Giảm Bi Đâm Măng Sa Ra Năng Gách Chả Mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Lần thứ ba Tập Tỳ Giảm Bi Sẵn Khăn Sa Ra Năng Gách Chả Mi con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Lần thứ ba dạ con thỉnh ngài cầm mic bạch ngài. Con xin điều hậu chính xác nên là con đi con là ta dạ con thỉnh ngài rồi rum rồi trở lại bạch ngài. Con nghe được một chữ thì mất tới 10 chữ. Dạ ngài có nghe được âm thanh của con không? Nếu ngài nghe được âm thanh con cũng thỉnh ngài rồi rum rồi trở lại bạch ngài. Kim Nhung có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Đạo Tràng có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Alo. Dạ cảm ơn quý vị. Dạ quý vị có nghe ngài như Nhật Bình không? Dạ Nhật Bình nghe được một chữ thì mất 10 chữ luôn. Thật ra không hiểu là ngài đã truyền giới tới đâu rồi luôn. Dạ hai nghe cũng nghĩ luôn. Dạ bạch ngài nghe có nghe được âm thanh con không? Con thục thỉnh ngài rời đạo tràng rồi trở lại bạch ngài. Thôi giờ mình thọ giới tiếp tục đi ha, để ngài rời. Dạ. Dạ cảm ơn Thiệu Hữu. Dạ kính mời quý vị cùng với Nhật Vinh thọ trì Bát Quan Trai Giới để coi mãi ngày có trở lại ổn định hay không.
manati bata về ramani sikha abadang samadhiya me. Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự sạc sanh. Anadana về ramani sikha abadang samadhiya me. Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự trộm cắp. Aramacariya về ramani sikha abadang samadhiya me. Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự thẩm dâm. Musa Wada về ramani sikha abadang samadhiya me. Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự nói dối. Sura me rajamat chap mama dathana về ramani sikha abadang samadhiya me. Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và cà chật say. Quy cả là phô chana về ramani sikha abadang samadhiya me. Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự ăn sai giờ. Naka ghi ta qua đi ta quy su ka ta sanam ma la gan ta vi le va na ta sanam mang da na quy phu sát đạt tha na. Về ramani sikha abadang samadhiya me. Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự mua hát thổi kèn đờn. Sẽ mua hát nghe đờn kèn trang điểm thơ vật thơm dời phận và đeo trạng hoa. Ụt cha sayana maha sayana về ramani sikha abadang samadhiya me. Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Y măng ác thăng gà sầm măng na gà tăng bụt thập bành nhã tăng u bô sá thăng y măng chà ra tịnh y măng chà đi qua săn sầm mà đề quá a thi ra khi tâm sầm mà đi gia mạ. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới tròn đủ tám điều của Đức Phật ca giáo truyền hầu để vân dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Và con cung thỉnh ngài cầm mít thử ạ. Upo satasi lawase na iman charating iman chadiva sang sa thukang katoang abamade na samarak kitabang. Chư Phật tử, sau khi thôi thì tam quy và bác quan trai giới nơi tam bảo rồi phải làm ơn dự hành theo chư được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. Silena sugatin yanti, silena phokasam badan, silena niputin yanti tasman, silang vikson thát dêm. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới, được giàu sang cũng nhờ dự giới, được giải thoát nhâm niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các đây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Sa thu lành thai Uột ta măng ghê na quanh đê hăng ba đà phẳng xâm và ruột ta măng buộc thầy vô khá lý tô đô sơ buộc thô cầm mà tu tăng mà măng. Uột măng ghê na quanh đê hăng thầm manh cho đức quý thăng và răng thầm mê vô khá lý tô đô sơ thầm mô cầm mà tu tăng mà măng. Uột ta măng ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cho đức quý thô ta măng sẵn khê vô ca li tô đổ sâu sẵn khô khăm mặt tụ tăng mà măng. Tê thá lạc thái xúc tạo vô rô ná hà bụt thá xa xa nê rô
ga su bi ca ho ta sa ha sa be thị nhà thị tuyên cầu mong cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự thắng hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát cái liền kịp sao. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo tự hằng độ, nguyện thoát qua tai nước lửa minh, nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành. Nguyện dình tam học gia định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không dại đại, nguyện sao đào quả sớm viên thành. Dẫn kinh chi cu sa la cam măng cắt tập bằng kỳ điên hoa ma ca dê na quá cha ma na sa ti đa sê su ga tăng ca tăng dê sa ta sam nhì nô a thi dê cha sa ta sam nhì nô ca tăng buôn nha pha lăng mây hằng sa tê pha ghi pha quán tu tê dê tăng ca tăng su vi đi tăng đinh năng buôn nha pha lăng maya dê ca ta tha na cha nam ti đê ai qua gần ta ni ye da yum sa pe lo cam hi ye sa ta chi quan ta ha ra he tu ca ma mun năng pho cha năng sa pe la phan tu ma ma che ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành dẻo nên, điều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bằng trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân bang, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được dài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báo cung dường, hoa thành thực phẩm mùi hương và lòng. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhược Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhược Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhược Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin thay mặt đại chúng tâm đông thành đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều họp chương trình ông bà ngày hôm nay phẩm hoa từ câu số 44 tới số 59.
Kính mong đạo tràng hãy chuẩn bị cho mình tinh thần để có thể ôm một bài nào mình cảm thấy thích nhất. Dạ, con Nhật Quỳnh kính chúc một đạo tràng một buổi học, một buổi ôn bài được an vui tiến hóa. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào quý vị mới vào đạo tràng nha. Quan hỷ cho Nhật Quỳnh nha quý vị. Dạ, bây giờ thì con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Thai dạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn Thiền Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào Thích Nhật Quân, Thích Kim Nhung, Thích Vương Mộng, Thích Mê Ta, Thích Tâm Hạnh, Thích Thi An Lạc, Thích Hồng Mai, Thích Tô Thị Phúng, Thích Hạnh Kiểm, Nguyễn Phước Sang, Thích Thiện Vũ, Thích Tin La, Thích Hà, Quỳnh Giang Nhạc Hà, Thích Hoàng Thanh, Thích Kim. Alo, quý vị nghe rõ ha? Kính chúc quý vị được an vui trong thời gian sinh hoạt trong đạo tràng của chúng ta. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức tâm bảo. Bụt thù ma hê si ả răng tát thà gát tô lô cú tâm mô sắp bá gá rù hít chệt thà cô lô cát sá sá thài ná đầm má cô quý đồ quần đà má hành tăng ná rá phù. Cha này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trôi trăng, tối thượng giáo chủ trí năng vô lượng, tứ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đảng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ ya ta sa sát thu nô lô ca nó mình tha sa vi na ca rô cô sắp pa nhu bút thập pa đi bồ ti sa Dạ bạch ngài, chúng con không còn nghe được âm thanh của ngài nữa, con nghe, xin ngài chắc phải rời đạo tràng mà trở ra. Dạ bạch ngài ơi, dạ đạo tràng nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo alo, dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ bữa nay máy của ngài như thế nào đâu mà ngài không có chịu lời rùm. Dạ con kính dâng bích đến ngài ạ. Alo, 123, 123, quý vị nghe chưa? Chúng tôi coi như vẫn nghe Thích Nhật Quỳnh nói, cái mic của chúng tôi vẫn còn cầm được. Nhưng mà sự sinh hoạt vẫn đều đặn chứ không có trở ngại gì hết đó. Quý vị nói chúng tôi vẫn nghe. Mặc dù quý vị thấy cái cầm mic của chúng tôi ở trên ha. Là nói trong khi Thích Nhật Quỳnh đang nói thì chúng tôi cũng đang nghe và đang nói được chứ không phải không. Rồi không sao không sao, thích thì nghe không thích thì thôi. Cái chuyện đó do trục trặc kỹ thuật của máy, cái mùa này là mùa dịch Covid thì cũng ảnh hưởng chung cho sự sinh hoạt của chúng ta.
Rồi trở lại vấn đề. Hôm nay là ngày rằm. Và chúng ta cũng đã học tất cả là 16 câu Phật ngôn. Trong 16 câu Phật ngôn về phẩm hoa Bút Pha Quốc Giá, đây là 16 câu rất là có ý nghĩa, nói lên những cái pháp môn mà chúng ta tâm đắc hoặc là chúng ta thích hoặc không thích. Bởi vì cái tâm trạng của chúng ta ngoài giống ngài. Bây giờ hết nghe là phải không? Hay là còn nghe? Chúng tôi thấy rằng bây giờ đang nói là nghe rõ lắm á. Bởi vì khi không có những cái chữ kia nó hiện lên thì nghe rõ lắm. Cho là vấn đề trong 16 cái câu Phật ngôn chúng ta đã học, thì chúng tôi mong rằng mỗi câu Phật ngôn mà chúng ta học như vậy thì chúng ta ghi chú nè. Ví dụ câu 44 tới câu 59 thì 16 câu này ha. Ví dụ câu 44, từng câu Phật ngôn một thì chúng ta ghi xuất xứ. Câu Phật ngôn này xuất xứ từ đâu, chùa Kỳ Viên hay là Trúc Lâm, đó là xuất xứ ha. Vấn đề thứ hai, nguyên nhân là câu Phật ngôn này Đức Phật nói với vị nào, mà cái vị đó tên là gì, để chúng ta minh chứng nói có sách mắt có chứng ở tại chùa Trúc Lâm nè, Đức Phật nói với vị tỳ khưu tên gì nè, ông Cận Sự Nam tên gì, cái bà Tiến Nữ tên gì, hoặc là vị tỳ khưu ni tên gì. Xuất xứ, rồi nguyên nhân, địa danh, rồi đề cập đến cái người nào và đề cập về cái nguyên nhân gì, tại sao lại có câu Phật ngôn đó. Cái này thấy quý vị thấy hơi khó ha. Không sao, khó như vậy chúng ta mới tìm hiểu được cái nguyên nhân, chúng ta mới biết được cái xuất xứ, và chúng ta nói có sách mắt có chứng. Chứ còn bây giờ chúng ta nói chuyện một cách mơ hồ, không có dẫn cứ một vị nào, không nói lên một cái sự rõ ràng của một cái vị nào hết á. Thì như vậy chúng ta thấy đó là một cái vấn đề nói không có căn cứ. Tức là chúng ta phải làm sao để người ta nghe, người ta hiểu, người ta biết xuất xứ, hoặc là người ta biết được cái vấn đề, cái ông đó, cái bà đó được đề cập đến, mà đề cập đến thì cái nội dung như thế nào. Alo, quý vị còn nghe rõ ha? Thì 16 câu Phật ngôn này tức là 16 bông hoa, bởi vì chúng ta đương trình bày, đương nói chuyện về những cái bông hoa. Mà bông hoa thì quý vị biết hữu sắc vô hương, hữu hương vô sắc. Tức là cái bông nó có sắc nhưng mà nó không có mùi vị. Bông có hương nhưng mà không có sắc. Đó là hai mệnh đề ha. Rồi không sắc không hương là ba mệnh đề. Rồi có sắc lại có hương là bốn mệnh đề. Quý vị nhớ trong cái phẩm hoa này thì chúng ta lấy hoa để ví dụ, đề cập về hoa thì có sắc mà không hương, có hương mà không sắc, không hương không 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 sắc mà không có sắc mà không có hương, mà có hương không có sắc, vân vân. Thì như vậy ở đây cho chúng ta đi vào nội dung, tại sao những cái bông hoa này có người thích người không thích, mà đa số thì quý vị thấy rằng cái hoa hồng là một cái hoa mà người ta thích nhiều nhất. Cái hoa hồng là một cái hoa người ta thích nhiều nhất. Hồng hoa xinh đẹp xét là bao, hoa hơi
Hoa có thuở nào đưa tay lên hái hoa như ý, cho lòng tràn ngập ánh trăng sao. Này, chỉ một cái loại hoa thôi mà người ta cảm thấy tâm đắc, người ta làm bài thơ vậy đó. Thì bây giờ mình thích cái loại hoa hồng thì đề cập lại cái loại hoa hồng. Nhưng mà trong cái hoa hồng nó đẹp như vậy, có hương, có sắc, vân vân, mình thích. Nhưng mà rồi nhào vô mà chụp lấy cái hoa hồng đó đi, để rồi những cái gai nhọn của hoa hồng đó nó sẽ làm cho chúng ta đổ máu. Thì vậy gì? Vậy thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta thích tâm tham, mà tâm tham thì có vị ngọt, lòng tham vô đáy mà cái bông nó đẹp như vậy đó. Tại sao mình đi ngang qua mình nhìn thấy đẹp như vậy thì thấy mình quan hỷ chứ? Không, muốn sở hữu, ngắt nó, đem về tắm trong một cái ly, trong một cái bình, để mà đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, nhìn cái hoa hồng đó và cảm thấy quan hỷ, cảm thấy thích thú, bởi vì cái hoa đó thuộc về mình. Rồi khi mà mình cắm cái cành hoa đó 3-4 ngày thì gian hoa tàn, hoa héo, hoa rụng, nước hôi rình, mình cảm thấy rằng ồ, cái vị ngọt là mình ham thích, rồi bây giờ nó héo, nó tàn, rồi cái mình cảm thấy mình ghét. Thì quý vị thấy tâm tham đi liền với tâm sân. Khi mà tham sân nổi lên thì cái hoa hồng đó đã ghét rồi, sức dục đi, sức dục đi, thì mình cảm thấy không có vướng bận, cái tâm mình không bận cái hoa đẹp hoa xấu, hoặc là hoa đẹp thì mình chân hoa xấu thì mình dục, tức là nó hôi túi tàn rồi mình dục. Thì tới cái vấn đề là viễn ly, cái tâm mình đã dứt bỏ, nó không còn vướng bận nữa. Khi còn nó thì chúng ta tham là thích nè, tức là thấy vị ngọt của nó nè. Cái vấn đề thứ hai nữa là sự nguy hại, nó hôi, nó thu rình, nó đổ rất tàn xuống, rồi mình đụng vô cái mình đem mình dục, ai ngờ bị gai của hoa hồng đó làm cho đổ máu, rồi nổ bồ đề gai lên, nổ bồ đề gai lên thì quăng bỏ. Một khi quăng bỏ tức là cái tâm mình đó viễn ly. Có ba vấn đề ha, quý vị ý thức một cái vấn đề gì cũng đưa ra ba vấn đề để suy nghĩ: vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly. Khi mà chúng ta alo, bây giờ nghe không? Đây là Quý Thiện, bây giờ mình rồi. Đúng không? Chị Kim Nhung. Chính và lúc mà
Rồi, bây giờ là mời quý vị thể hiện Alo, Cao Trang có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Nhật Quỳnh nói là không nghe Ngài, thì Ngài nói, quý vị nói tôi vẫn nghe, tôi vẫn nói. À, bây giờ cả đạo tràng không ai nghe hết, nhưng mà Ngài cũng không có chấp nhận. Ngài nói là Ngài nói thấy nghe rõ. Rồi, thôi để Ngài nói một mình Ngài nghe hay quý vị vậy ha? Bữa nay vui thiệt luôn, không phải không chưa Nhung? Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con cung thỉnh Ngài cầm mic trở lại ạ. Alo, mic đã cầm tay rồi. Đâu có nghe là xích Nhật Quỳnh xuống là nói liền à. Không có cần bấm gì nữa. À, đương cầm mic nè. Nhưng mà vẫn nghe quý vị cười gì. Rồi, bây giờ thôi xin mời. Vẫn giữ vững lập trường chứ, đúng rồi. Rồi bây giờ mời sĩ Nhật Quỳnh đầu tiên đi tiên phong đi. Để coi như trong 16 bông hoa, để coi sĩ Nhật Quỳnh hái cái loại hoa nào trước. Và khi mà hái loại hoa đó thì xin lỗi đưa lên cái câu Phật ngôn mà mình tâm đắc. Rồi nói lên ý nghĩa, rồi mình sẽ thực hành, sẽ áp dụng câu Phật ngôn đó để đời sống của mình được sự an vui, tiến hóa. Đầu tiên mời sĩ Nhật Quỳnh. Alo, mời mà cũng không đưa tay nữa, khổ thiệt. À, chị Nhật Quỳnh nghe nói hồi nãy làm bài làm lớn rồi gì đó mà bây giờ tiên phong đi. À, tức là đưa lên một câu Phật ngôn mình tâm đắc ha. Quá, wow, bây giờ chị Kim, chị Nhật Quỳnh mời chị Nhật Quỳnh đến, chị Nhật Quỳnh làm trước đi. Bởi vì thế này này, khi mà quý vị thích cái câu Phật ngôn nào đó, câu Phật ngôn đó lên, tôi tâm đắc trong câu Phật ngôn này, đây là một bài học để mà thực hành theo cho có sự an vui. À, rồi mời sĩ Nhật Quỳnh. Dạ, Ngài kêu con thì con đưa tay thôi, nhưng mà Ngài hoan hỷ cho con 16 bài, con phải lấy bài ra cả một vấn đề quý vị ơi, nên kính mời quý vị. À, bây giờ Nhật Quỳnh đã lấy bài được rồi, nên là chính mời quý vị. Quý vị muốn bài nào thì quý vị chắc lên màn hình trước để cho Nhật Quỳnh đưa bài ra. Dạ. Rồi mời chị Bách Ta trước nha. Chị Bách Ta cho Nhật Quỳnh biết chị Bách Ta mà thích câu nào nha. Chị Bách Ta cảm ơn chị rất là nhiều. Mời chị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được lên trước bởi vì lát nữa con cũng có việc bận, sợ rằng con không có ở trước máy được. Dạ, trong 16 câu ở phẩm hoa này, tức là cái phẩm bút phá quắc giá, thì đúng ra câu nào cũng là những cái lời vàng của Đức Phật đã để lại cho chúng con. Câu nào con cũng tâm đắc hết, nhưng mà Ngài cho chúng con chọn ra một câu, thì con xin chọn cái câu số 50. Dạ, con xin đọc lại bài. Na ba re sang vi lô ma ni na ba re sang ca ta ca tăng
ta nô quá a quê khi gia ca ni a ca ta ni cha. Dạ, con xin đọc lại lời dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm. Nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Con rất là tâm đắc cái câu này. Bởi vì ngay ở cái hoàn cảnh của con thì con đã lớn tuổi rồi. Con không biết con chết ngày nào. Con ra đi ngày nào, cho nên cũng như ở trong cái kinh Trung Bộ mà dạng các không, kinh Tương Ưng Bộ mà con mới vừa học cái bài gần đây là như kiếm chạm da, như lửa cháy ở trên đầu. Những cái điều mà Đức Phật nhắc cho chúng con biết rằng sự chết nó đang đến gần như là lửa cháy ở trên đầu. Cho nên con rất là tâm đắc cái câu này. Bởi vì mình không biết mình ra đi ngày nào, thì mình không nên nhìn tới lỗi của ai hết, không nên soi bói lỗi lầm của ai hết, không nên tìm hiểu coi, nhìn coi người ta đã làm được gì, rồi người ta chưa làm điều gì, người ta đã làm được điều gì. Mà chúng con phải nhìn lại cái tâm của chính mình. Những điều gì mình đã làm, điều gì mình chưa làm. Thì qua cái câu này, con thấy rằng cái lời Đức Phật dạy chúng con rất là đúng với tất cả mọi người. Con thấy là mình soi mói cái lỗi lầm của người khác để làm gì, có lợi ích gì đâu. Chuyện của người ta thì để người ta, mà nếu mà mình soi mói, mình tìm hiểu những cái công việc của người ta đã làm hay chưa, hay là đã làm rồi, thì mình sẽ sanh ra cái tâm so sánh. Mà hãy so sánh, thì mình so sánh với bản thân mình, hay là mình so sánh với bất cứ ai, thì đó là cái tâm ngã mạn, thì đó cũng là cái điều bất thiện, không tốt. Cho nên chúng ta không có nên soi mói, không nên tìm hiểu là lỗi lầm của người khác, hay là việc của người khác đã làm hay không làm. Mà chúng ta phải nhìn, theo con thì con phải nhìn lại chính bản thân con, coi con đã làm được gì và con chưa làm điều gì, và những cái điều mà con làm đó có đúng với giáo pháp của Đức Phật hay không. Con đối chiếu với giáo pháp của Đức Phật để những cái điều nào mà con đã làm nếu có sai trái, những điều bất thiện, thì con sẽ dập tắt ngay và con sẽ từ bỏ. Hoặc là những cái điều mà con khởi lên trong cái tác ý của con mà nó không có hợp với giáo pháp của Đức Phật, những điều mà Đức Phật không cho phép, thì con sẽ dập tắt nó ngay. Và con đối chiếu lại, nếu con những cái việc mà con đã làm được, con đã tạo được phước thiện, con đã làm đúng theo giáo pháp của Đức Phật, thì con sẽ phát triển thêm cho nó càng ngày càng nhiều. Và con luôn phải kiểm chứng lại coi người cư sĩ của con, 10 cái điều phước thiện đó con đã có làm chưa và làm được những gì, thì con tiếp tục phát triển thêm. Những cái gì mà con chưa làm, con thấy là con chưa làm được, thì con cố gắng là con sẽ làm để mà con tạo được những cái điều phước thiện để hậu có lợi ích cho cuộc sống hiện tại cũng như là sự lợi ích lâu dài sau này.
Dạ, và cái câu pháp cú này thì con nghĩ là đối với con hiện tại bây giờ là con không cần để ý gì đến người khác, con không cần xem xét gì hay là tìm hiểu gì đến người khác, mà con chỉ một mực là con nhìn lại cái tâm của con, nhìn lại những cái việc mà con đã làm được hay chưa, những việc đã làm rồi thì con phát triển thêm, những điều gì chưa làm thì con phải cố gắng tạo, con cố gắng làm, và những cái gì mà có sai trái thì con phải cố gắng sửa để mà con đi trở lại cho đúng đường, đúng theo giáo pháp của Đức Phật để lại cho con. Thì hôm nay thì từ đó mà coi như là trước đây cũng vậy, con cũng hay quán chiếu lại cái tâm mình, quán chiếu lại những cái điều mình làm như vậy, thì con thấy là cuộc sống của con, công việc tu tập của con cũng đã có tiến bộ rất là nhiều. Thì con hôm nay con xin thành kính tri ân giáo pháp của Đức Phật đã lễ lại cho con, và con cũng tri ân quý ngài, nhất là ngài Trí Đức cũng như quý sư Pháp Thanh hay là quý thị thầy kinh đã giảng dạy cho chúng con, mà giờ đây con hiểu được giáo pháp của Đức Phật và con thực hành giáo pháp của Đức Phật có được nhiều lợi ích, và con có được những cái tri kiến đúng đắn như ngày hôm nay. Và con thành kính tri ân quý ngài, quý thầy. Dạ, thì con chỉ có bao nhiêu cái ý kiến đó thôi. Dạ, con xin xuống mic, con nhường mic cho quý vị khác ạ. Xin kiêm chàng thấy ha. Bởi vì khi mà quý vị trình bày thì chúng tôi cũng xin góp một chút ý. Rất là hoan hỷ với nội dung của Sức Mê Ta trình bày qua câu Phật ngôn 50. Nhưng mà câu Phật ngôn 50 này, Đức Phật ngài dạy cho cái ông ngoại đạo tên là Ba Thích Ca Chi Quật Cá. Ba Thích Ca Chi Quật Cá. Thì Đức Phật ngài dạy cho cái ông đó để đừng có cái tâm mà ganh ăn, tức ở, ganh tị. Và nhờ dạy cho ông đó mà chúng ta học được một bài học như Thích Mê Ta vừa nói, tức là không nhìn cái lỗi của người ta nữa. Người ta làm hay không làm kệ người ta, nhưng mà mình phải nhìn lại chính bản thân của mình có tiến bộ hay không tiến bộ. Thì một ngôn là không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Có nghĩa là mình tu là để nhìn lại chính, chứ không phải tu là để đi rình người ta. Cho nên cái nội dung thì Thích Mê Ta rất là thành công. Nhưng mà phải nói lên cái vấn đề nhờ có ông Ba Thích Ca Chi Quật Cá này mà chúng ta học được một bài học là quay lại với chính mình, nhìn lại chính mình. Xà thủ Thích Mê Ta trình bày nội dung rất là tốt. Rồi quan hệ nhưng nữa cái gì, rồi mời Thích Kim để coi có nhân hay không nè. Còn dĩ nhiên á, là sư muốn nhân á, là nhân, mà sư không muốn nhân là nó không nhân à, sao mà biết được. Trong cái tâm tư của sư, sư muốn nhân hay không nhân là chuyện của sư thôi, còn con là cứ nghe mà cứ cười thôi là vui được rồi. Dạ, con xin kính chào sư Trí Đức, kính chào các sư, các cô tư nữ và các quý vị Phật tử. Trước hết con xin cảm ơn sư đã tóm tắt 16 câu kệ pháp cú trong phẩm hoa này. con đâu có ngán nhân đâu. Nhân nhiều mới có, nhân nhiều ăn kính ngon sư. Ok, bây giờ con xin nói, tại kinh pháp cú sư nói chọn một câu thôi, nhưng cái câu 54 và 55 nó cùng một tích sự á, thành ra để vô trong đó luôn.
Kinh Pháp Cú số 54, 55 nha. Trước hết để con đọc một trước. Câu 54. Napuk paganto patiwa tamme tina chanda nang takaramang lika wa satan chaganto patiwa tamti sapa disa sapuriso pawa yati. Hương các loại hoa thơm không ngược bay, chiều gió nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bạch chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì câu 55 thì cũng có bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đọc câu 55. Quý vị nghe tôi rõ không quý vị? có đứt khoảng, có nhỏ xíu hay gì không? Tự giờ không thấy tín hiệu quá. Nghe rõ hả? Quang Thanh là có ạ gì? Có nghe rõ hay có nghe nhỏ hay cái gì? Trời đất. Câu 55. Chầm đá nằng ta ra rằng hòa phi áp ba lần ác tha quát si kỳ. Ê tê sang gần tha trà tà nằng xì lá gần thồ anh đúc ta rồ. Hoa chiên đàn, già la, hoa sen, hoa vũ quý. Với những hương hoa ấy, gió hương là vô thượng. Xích xứ của cái câu hai câu kinh này nó viết liền một cái, nó nhau. Thành ra sư đừng có nhân với con nha, câu nào nha. Tại đó là hai câu này cùng một tích sự, sư thông cảm mà sư có nhân cũng không sao nữa. Nhưng nhiều nó ngon, ai mặn chè sơn nước nhưng nhiều, đậu xanh nhiều nó ngon, chan ít dừa cho ngon. Xuất xứ của hai câu kinh này là tại thành Sawatthi ở chùa Về Tá Quá Ná, đó là chùa Kỳ Viên á. Nguyên nhân của có cái câu hai câu kệ này là do sự thắc mắc của ngài Ananda. Khi mà ngài nghe các hôm á, ngài nắng biết rồi, ngài nghĩ ngài thấy hương hoa chiên đàn, rồi các loại hoa, hoa mạn đào đi gì đó đủ thứ đó, ngài nói không biết trong những loại hương thì hương nào nhiều nhất. Rồi ngài nói không có Đức Thế Tôn đây rồi, nghĩ thì sẽ mất công mệt quá đi chạy là hỏi Đức Thế Tôn cho nó màu đi rõ ràng nữa. Dạ, nghe ngài Anan, ngài An Đá nói câu này mình tủi với sợ. Lúc mà mấy người mà có phước ở trong thời Đức Phật á, họ không có thắc mắc câu gì ở trên trời dưới đất gì mà không biết, họ muốn hỏi á, cái họ sẵn sáng cái họ thì chạy là tới chùa Kỳ Viên, hai chỗ mà có Đức Phật ở đó, thầy hỏi cái Đức Phật trả lời trên trời à, khẽ ra ha. Còn giờ mình không biết cái gì á, hỏi kinh Pháp Cú, hỏi cái câu văn phạm này cũng biết trả lời nữa, cứ chờ chờ hoài thấy tủi thân biết sợ luôn. Ok, xuất xứ là cái câu này á, là tại thành Che Tá Quá Ná, chùa thành Sát Qua Thi ở chùa Che Tá Quá Ná. Nguyên nhân á là cái sự thắc mắc của đại đức Ananda, thắc mắc muốn biết cái loại hương nào là thơm nhất, ra lại hỏi thì ngài mới nghĩ rằng ngài mới bẩm thưa câu hỏi thắc mắc trong đầu của ngài tới Đức Phật. Vậy đúng hay sư ha? Sư nói phải nói xuất xứ, nguyên nhân, địa danh, đề cập tới người nào, nguyên nhân tại sao có cái này con nói rằng hay sư ha. Thì Đức Phật mới nói mới nói là các loại hương nó không có loại nào mà hương thơm bằng giới hương. Vậy giới hương là cái gì vậy quý vị? Giới hương là cái sự giữ giới. Thường thì tôi thấy trong thanh tịnh đạo, ví dụ như mắt giá đó, do cái ngài Buddha Khô Xá có chỗ dịch là ngài Phật âm, có chỗ dịch là ngài giác âm, tùm lum hết. Nhưng Buddha có nghĩa là sự giác ngộ, hay là Phật, hay là Bồ Tát. Gặp ông hòa thượng, gặp ông cái gì đó, ông sư, ông thầy chùa Nhất Hạnh thì kêu là Bụt. Ổng dịch trong cái cuốn sách cái con đường xưa trắng, ổng kêu Đức Phật là Bụt. Tôi cũng không biết nữa, dây danh từ tục đế ai thích kêu gì kêu. Thì cái ngài Bút Thác Khô Xá nói trong thanh tịnh đạo, khi vừa đọc cái đó thì tôi thấy giới không có đơn giản giống như mình giữ ngũ giới, năm giới, rồi con xin nguyện vậy đó. Thì cái giới, cái ngũ giới của mình á, thì chỉ là giới nguyện thôi.
đức đức thì sinh lợi, đức sinh sinh lợi rất là dễ dàng. Cái giới mà một Đức Phật nói cái điều này, giới hương đó, là cái giới của những người mà bậc thượng thừa rồi, những cái bậc mà gọi là phạm hạnh, giữ cái giới của họ phạm hạnh. Thì trong cũng khi mà ông trong thanh tịnh đạo đó, thì cái ngày Đức Phật Vô Xá ôi chia ra nhiều loại giới lắm quý vị. Đọc trong đó thấy mình giữ năm giới mà rớt lên rớt xuống, thì cái đường mà triệt tiêu lên tới nhân thiên chắc tiêu quá à. Trong đó ngũ giới bất trì, nhân thiên triệt lộ, đã lên cái đó mà còn không xong nữa, làm sao mà có cái giới hương được. Dạ. Giới thì nó rất nhiều giới. Giới cho người tu sĩ, giới cho người tu sĩ là mấy bậc tùy theo, thì khuôn theo ni đó, thì theo ni thì dẹp rồi, không còn nữa, thì không để ý đó. Thì có những mình giữ năm giới, tám giới, rồi bậc sa di 10 giới, các bậc tu sĩ mấy vị tùy theo thì 227 giới. Thì trong đó nó có nhiều loại lắm, giới kiên và giới không kiên, giới hành và giới chánh, rồi giới lệ thuộc hay không lệ thuộc, giới tạm thời hay trọn đời, giới hữu hạn hay vô hạn, rồi giới thiệt thế hay là siêu thế, rồi chia làm đó, chia ta đẳng cấp hạ trung thượng. Trời đất, quý vị thấy khủng khiếp không? Nó không dễ. Mà rồi còn giới theo thường xuyên, giới tự nhiên, giới theo cái quốc gia đó, tức là không thể nào mà mình biết được. Tức là trong cái đó Đức Phật đã nói với mấy vị tỳ khưu là những giới đó có rất nhiều giới, mình đọc mình thấy. Rồi còn thêm nữa, giới vị trí, giới vị tha, vị pháp là sao, rồi giới dính mắt hay là không dính mắt, an tịnh, rồi giới hữu học, giới vô học, và giới cho người không có phải hữu học hay vô học nữa, đủ thứ hết. Rồi tới phiên mà giới đức giới, rồi giới lũng, giới loan, tùm lum hết cái gì không. Thì khi quý vị đọc trong đó thì tất cả những điều đó nó bao gồm có những người mà như các bậc a la hán nhiều đời nhiều kiếp họ giữ thời giữ với những người mà do nhân về trước đó. Thì như những người mà như thí dụ như hoàng hậu Maya là mẹ của Bồ Tát Gotama, thì bà đã nguyện làm giới, cái giới của bà là giới có những nhân là phải là 500 kiếp. Bà là người giữ giới tuyệt đối liên cho đến suốt đời, trọn đời không giới hạn. Thì đến khi bà chết 500 kiếp như vậy để bà được làm mẹ của một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Thì cái giới của chúng ta khi nghĩ về giới hương này á, thì nó rất là quan trọng. Thì trong các môn học của giáo pháp của Đức Phật ngày dạy đó, thì giới lúc nào cũng đứng đầu hết. Không giữ được cái giới thì làm sao mình đi xa hơn được nữa. Mình không có bao dây, mình không có gì, mình không có làm dòng rào, hàng rào để cản những cái sự thối tha, những sự ác độc, những ý nghĩ thối tha của mình về thân lời ý, là mình cũng như là những ít nhất là mình làm thập thiện, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Đó là ba giới về thân, bốn giới về lời: không nói lời đã đâm thọ, không nói lời lỗ mãn, không nói lời vô ích. Tôi là bỉ sư nó là bà tám, chặt dây dây ngỗng đủ thứ. Yeah. Thì những cái giới rất là khó. Rồi về ba về ý cũng tham, không sân, không tà kiến, rất nhiều giới. Khi mà mình nghĩ tới năm giới thôi, mình tưởng là nó dễ, mình nghĩ năm giới đó. Nhưng mà trong đó có những khi mà mình có giữ, mình có bị lệ thuộc không? Nhưng như là có người giữ giới đó để tôi được giàu có trong kiếp tới, để tôi được lên cả cõi trời hưởng phước, hay là để được giải thoát. Đó, nếu mình có những về lệ thuộc vào cái thế sản đó, thì cái đó bị lệ thuộc rồi, nó không tốt rồi, quý vị thấy không? Đó. Những người mà không biết sao nó nói, ồ, giữ đó, tại tôi giữ cái đó để mà tôi được cái đó, thì đó bị lệ thuộc rồi. Thì đối với cái giới mà Đức Phật nói trong hai câu kệ này do ngài Ananda ra đó, chính là giới hương đó, giới của cái bậc phạm hạnh, giới của ít nhất của bậc hữu học và cái bậc vô học, nó
nó mới dữ dội giống như vậy. Trong đó Ngài cũng có đề cập, trong cái tích sự này Ngài có đề cập tới cái cây ở trên trời Đao Lợi á, Thawattimsa đó, thì có một cái cây rất là lớn nổi tiếng tên là Parichattakavukha, là cái thân nó cao mà cái toàn cái tàn của nó rộng hàng trăm do từng, nhưng cái hương của nó bay thơm á, nó không có bay nhiều chiều gió, nó vẫn bay theo thuận theo chiều gió, cũng như mấy cái loại gỗ hương quý ở trên thế gian như gỗ chiên đàn, gỗ ta đó, gỗ hương trầm vậy đó, thì nó cũng chỉ bay theo chiều gió thôi, nó không có bay ngược chiều gió, nó không bay tung tăng, nó không bay lên khắp mọi nơi như là cái hương của cái người giữ giới. Dạ, con nói như vậy là hết rồi đấy sư. À, cũng 5-10 phút vậy đó, con cũng nói đủ xích xứ, rồi địa danh, nguyên nhân đâu, đề cập cái chuyện gì. Dạ, con nói xong rồi đó. Vậy con thấy hết rồi đó. Nó túm lại, cái giới không có phải đơn giản như chúng ta nghĩ, giữ ngũ giới, tám giới vậy, mà chúng ta phải hiểu thâm sâu, sát vô thật là nhiều về cái giáo pháp của Phật muốn nói giới như thế nào. Giới rất là quan trọng. Dạ, con xin hết. Có gì xin sư tư tự nhiên và nhân để cho con biết. Dạ, con xin cảm ơn các sư, các cô tư nữ, vị Phật nữ đã lắng nghe cái sự chia sẻ, nói lên ý nghĩa con hiểu về hai câu kinh 54 và 55 này. Dạ, con xin trả máy về, nhường máy cho người khác. Dạ, lắng nghe. Nhân. Nam mô Bụt Thầy Gia, kính lễ Đức Đức Pháp Trang, kính lễ Đức Đức Tuệ Đức. Xin chào cô tu nữ Tuệ Duyên. Alo, quý vị còn nghe không? Nghe rõ. Sà tu. Chị Kim nói hay quá mà còn nhắc tới chữ nhân ha. Một cái bánh á, mà có nhân á, thì cái bánh nó ăn ngon. Bánh nào mà không có nhân thì bánh nó ăn dở, phải không? Rồi, bây giờ Sư Kim nghe phân tích lại. Qua ý kiến của Sư Kim, nói lên xuất xứ, nói lên nhân vật, nói lên địa danh, thì câu Phật ngôn, hai câu Phật ngôn đó do Ngài Ananda hỏi Đức Phật, và Đức Phật trả lời cho Ngài Ananda. Vậy thì chúng ta thấy rằng ý nghĩa của hai câu Phật ngôn trong các cái mùi hương, thì cái hương giới đức đó, nó quan trọng. Bởi vì câu Phật ngôn 54-55 hả? 54-55 nói lên sao? Hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Vậy thì chúng ta hiểu cái câu Phật ngôn 54 như thế nào? Chúng ta hiểu, áp dụng, gọi là ôn cố tri tăng những lời dạy của Đức Phật, dạy cho Ngài Ananda. Nhưng mà chúng ta nương theo những lời dạy này để chúng ta nhìn lại một con người có sắc đẹp mà không có nết hạnh, một con người mà đẹp nhất là người nữ, thì cái đẹp nhất của người nữ được tấn phong là hoa hậu. Hoa hậu mà chúng ta đừng có nghe hiểu rằng đi ra phía sau á mới thấy cái hoa nào đẹp á gọi là hoa hậu. Đừng có nghĩ là hoa đẹp ở phía sau là hoa hậu. Mà hoa đẹp ở đây tức là trên con người đó không phải là trang sức là dồi phấn, dồi hương, mà nó thơm, gọi là cái người đó người đẹp không phải. Mà cái đẹp ở bên ngoài nó không quan trọng, người ta nói cái nết nó đánh chết cái đẹp. Cái hạnh ở bên trong, cái đức hạnh bên trong nó quan trọng. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật chưa không có xuất hiện trên thế gian này thì vẫn có những cái giới tự nhiên, những cái giới tự nhiên.
chứ không phải nói rằng khi Đức Phật xuất hiện rồi giáo pháp mới xuất hiện, không phải. Mà giáo pháp nó có muôn thuở trong không gian và thời gian. Vậy thì tại cái xứ Cú Rú, cái thời gian không có Đức Phật, cái giới được thể hiện như thế nào? Đó là cái giới tự nhiên. Mà một cái nước Long Bang, khi mà hạn hán mất mùa, rồi đói khổ dịch bệnh thì cái nước Long Bang đó mới sai những cái vị Bà La Môn qua xin giới ở cái xứ Cú Rú. Mà cái xứ Cú Rú thì quý vị biết rằng họ giữ tự nhiên giới, chứ không phải xin như chúng ta mỗi ngày uca xá đâu. Thì họ giữ giới tự nhiên, mà trong đó là ngũ giới. Thì khi mà Đức Vua Long Bang qua xin, coi như Đức Vua truyền lại cái quy giới để họ thọ trì cho cái đất nước được thanh bình, thì chính Đức Vua cảm nhận rằng mình giới không trong sạch. Rồi Đức Phó Vương cũng cảm thấy cái giới của mình không trong sạch. Rồi Đức Hoàng Thao cũng thấy rằng giới của mình không trong sạch, nói về ngũ giới nha. Rồi ông Quang mà giữ kho cũng thấy giới của mình không trong sạch. Và khi đó người ta mới đề cử một người có giới, tức là giới hương của người đó tỏa khắp mọi phương trời. Thì cái người mà được đề cử đó là một kỹ nữ. Quý vị cứ cho nghĩ rằng sướng ca vô loại, rồi kỹ nữ là những người mà là hạ cấp, là những người mà bê bối, những người xấu xa bần cùng của xã hội. Nhưng mà bây giờ được Đức Vua, Hoàng Thái Hậu, Phó Vương, rồi Quan Cận Thần, rồi ông trưởng giá gì đó nữa, thì mới đề cử một cái người mà có giới được trong sạch, đó là một kỹ nữ. Tại sao mà đề cử người này? Người kỹ nữ này á, hành cái nghề kỹ nữ mà có một cái quy định, có một cái luật. Có nghĩa là tôi nhận tiền của một người đàn ông nào thì tôi chỉ biết phục vụ cho người đàn ông đó mà thôi, chứ không có lướt liếc mắt đưa tình, không có lăng la, không có gần gũi bất cứ một người đàn ông nào khác. Mà cái số tiền đó quy định trong thời gian bao lâu thì cái người nữ này phục vụ cho cái người nam đó đúng thời gian, đúng với cái túi tiền đó. Thì một hôm có một người thanh niên đưa một số tiền lớn, và người kỹ nữ đó chấp nhận phục vụ hầu hạ, coi cái người nam đó là ông chủ của mình. Thì với số tiền đã tính ra thì sẽ phục vụ trong thời gian 3 năm. Và cái chàng thanh niên đó đưa tiền xong rồi, anh chàng ta đi vắng, đi công việc. Nhận cái số tiền, người kỹ nữ vẫn ăn xài, vẫn theo nhu cầu của cá nhân của mình, và sử dụng số tiền đó hết 3 năm mà không thấy cái anh chàng thanh niên kia trở về. Cho đến nỗi xài hết tiền trong thời gian 3 năm đó, nghĩa là xài hết tiền, cô ta phải xuống gầm cầu cô ta ở. Rồi những vương tôn công tử của ta là người đẹp mà, hoa hậu mà, cái bông mà nó ở phía sau đó, cho nên những vương tôn tử đến lân lá gần gũi trò chuyện với một cô ta cự tuyệt, sống một đời sống kham khổ, đến cái độ mà có như giống như bây giờ không ai chăm nuôi vậy. Rồi quá 3 năm, một hôm anh chàng thanh niên đã xuất hiện lại, mà thấy cô ta nghèo khổ, ngay cô ta đói chết, không còn gì là cái sắc đẹp như lúc xưa. Anh chàng thanh niên đó mới tán thán công đức của cô ta, nói rằng cô là một người giữ giới rất là trong sạch, ta này, chính là thiên vương để xuống thử cô, và thấy rằng cái giới của cô có thể tỏa khắp phương trời. Vậy thì cái giới mà cô ta giữ đó là cái giới tự nhiên,
chứ không phải là thế giới, thế giới mà chúng ta phải xin. À, thì như vậy, à, Sĩ Kem trong cái phần trình bày thì phân tích hơi nhiều mà không đi vô nội dung của cái vấn đề này, là cái nét nó đánh chết cái đẹp. Học hỏi theo cái lời của Ngài Ananda hỏi Đức Phật để rút ra một kinh nghiệm, chúng ta lấy đây là một bài học, và bài học này chúng ta tâm đắc chỗ nào để mà trì hành, chứ không phải là chúng ta lên đây để mà phân tích, nghĩa là chia sẻ về thế này thế kia, mà đưa lên câu Phật ngôn này để chúng ta học, chúng ta hành có lợi ích hơn. Thì Sĩ Kim đi vô cái nội dung của hai câu Phật ngôn này, à, nó hơi dài dòng một tí, à, cho nên khi mà trình bày xong rồi còn hỏi nhân gì, cái gì có nhân á thì cái bánh nó ngon, mà cái mà ở đây cái bánh nó không ngon là tại vì mổ xẻ nhiều quá, nó bệnh nhạy rồi, thấy không có ngon chứ làm hết á. Rồi bây giờ mời vị khác. Alo, vị nào đưa tay? Hồi nãy đưa tay nhiều lắm mà nghe liên phân tích nghe tự nhiên thấy bỏ tay xuống kỳ quá. Chiếc máy ta là đi vô nội dung rất là chuẩn nè. Rồi mời chị Kim Nhung. Dạ alo ạ. À. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, dạ con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, dạ con kính đảnh lễ cô tu nữ Tuệ Duy Đạo Cách Đàng. Dạ con thưa sư, trong cái phẩm hoa với con thì con thích cái câu pháp cú số 50, dạ cái câu kinh pháp cú số 50 đối với con thì con thấy con tâm đắc. Tri ân chị Nhật Quỳnh, chị Nhật Quỳnh. Napare sang quy lô mà ni napare sang kata katang atano wa awai khay yakata ni akata ni cha. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Câu Phật, câu kệ ngôn này được Đức Phật nói tại thành Sawatthi với bà, một bà thí chủ có một người con nuôi là Patika, là người ngoại đạo. Thì vì ông này không muốn bà là đi theo Đức Phật nên luôn ngăn cản bà đến gần với Đức Phật, không cho muốn bà nghe giáo pháp về cũng biết, nếu bà nghe thì bà sẽ bỏ ông và đi theo giáo pháp của Đức Phật. Đó mà là cái lòng ganh tị của cái ông tu sĩ ngoại đạo. Dạ, nhưng mà là người có duyên thì nó sẽ đi theo cái duyên. Do đó cuối cùng thì bà cũng về được với giáo pháp của Đức Phật, và bà cuối cùng thì bà chứng quả tu Đà Hoàng. Thì đối với câu Phật ngôn này thì về phía con thì con thấy là Đức Phật dạy là không nên nhìn lỗi người mà nhìn lại chính mình. Nhưng mà riêng con á, thì con nếu mà trong cuộc sống, và nhất là trong cái khi mà mình sinh hoạt trong đạo tràng hoặc là trong cuộc sống, thì ai mà mình thấy là người đó còn có lỗi thì con nhìn theo cái lỗi đó, và con cũng thấy là lúc trước mình cũng như vậy đó, và lại mình rồi mình sửa. Ví dụ như có thấy người mà người ta cãi lộn, hoặc là thấy người ta tham, hay là thấy người có một cái vấn đề gì đó mà mình thấy là nó chưa đúng với lời Phật dạy, thì mình nghĩ là mình cũng đã từng làm như vậy, và mình lại xem mình là xem lúc này mình có còn như vậy hay không, và con tự sửa. Dạ. Còn khi mà bạn đạo á, mà bạn đạo mà bạn mà mình thấy là mình là bạn thân với mình á, mà có mắc một vài lỗi sơ sơ nhỏ nhỏ, thì con vẫn nhắc cái điều đó. Thì theo ý con thì con thấy là nên như thế này, không nên như thế kia.
thì con vẫn phải nhắc, tại vì mình thấy là nếu mà để bạn đạo mình mà đi sâu hơn thì nó sẽ không tốt. Thì con nhắc là nhắc theo cái quan điểm của chính mình thôi, còn bạn nghe hay không là do bạn, tại vì cái đúng cái sai trong cuộc sống nó cũng rất là khó. Ở thời điểm này thì nó đúng, nhưng mà với người này thì đúng, nhưng mà với người kia thì có thể là họ sai. Tức là cái quan điểm của mỗi người, người ta thấy đúng người ta mới làm, nhưng mà với mình thì mình thấy sai thì mình thấy sai thì mình nhắc, còn bạn thấy như thế nào thì bạn sửa, cái đó là tùy bạn. Đã, còn mình thì mình nhắc, đó là cái quan điểm của con. Và riêng con á, thì con muốn nghe, khi mà con sai á, thì con muốn nghe bạn đạo nhắc nhở mình. Vì chính những lời bạn đạo nhắc là cái dịp để mình xem lại là đúng là mình sai thì mình sửa. Cũng như khi con học mà con thấy sư mà chỉnh sửa con, hoặc quý thầy mà chỉnh sửa con ở cái điều đó nó không nên như thế này kia, cái câu hoặc là cái tưởng của mình, vì cái trí của mình nó còn nhỏ bé, mà lời Phật dạy thì rất là lớn, và mình cái suy nghĩ của mình cũng chưa được đúng, thì con muốn được bạn đạo nhắc. Dạ, đối với con thì con thấy là như vậy. Cái câu này nó cũng đúng ở cái khía cạnh mình không nên nhìn vào cái lỗi người rồi mình chằm chằm rồi mình khích bác cái đó thì nên, nhưng mà với bạn đạo hoặc trong cuộc sống có những cái gì mà người ta có sai mà mình thấy sai thì mình, ý con là như thế. Ví dụ như trong lớp mà kinh Phổ Sư, trong lớp này lúc trước á, thì con thấy khi mà một người đọc, có những bạn mà đọc mà hơi mà sai một chút, họ cũng không có phải cố ý, nhưng mà họ sai là vì họ chưa biết. Thì lúc trước thì cũng nhiều người nhắc nhở, thì con lại thấy là cái không khí học ở trong lớp nó đầm ấm, nó đoàn kết, mà tinh thần vì đạo, vì bạn mình nhắc nhở để cho bạn mình đúng. Chứ còn về sau này thì cái sự nhắc nhở của các bạn đạo đối với nhau thì con thấy nó thì mình thấy mà cái không khí học đó, nó riêng đối với con thì con thấy nó hơi buồn. Dạ, con thì con muốn được bạn đạo nhắc, nhất là đối với sư chúng con mà có sao gì thì sư nhắc nhở, thì sư cũng có nhắc, nhưng mà rồi thì bạn đạo không nhắc nữa. Vì cũng có nhiều người nói là cái đó là để những cái sai cái đúng là để cho sư, thì là tức là dồn hết lên về phía sư thì các bạn đạo không nhắc nhở nữa, thì con thấy cái sự học cái tình kết cái sự nhắc nhở bạn đạo nó không còn như trước nữa, thì riêng con thì con thấy sau này thì nó không được giống như lúc trước, thì con cũng thấy cái điều đó, thì với con thì con cũng cảm thấy nó hơi buồn buồn. Dạ, mình có đúng hay có sai thì được bạn đạo mình nhắc thì mình khích lệ mình hơn, không phải vì những bông hoa đó đâu, nhưng mà mình có sai thì bạn mình nhắc thì mình cảm thấy mình hoan hỉ. Dạ, riêng với con thì con thấy như vậy. Và cái câu kệ ngôn với con mà con thích là câu kệ ngôn số 50. Dạ, con những lời Phật dạy, nhưng mà trong cái phẩm hoa thì con tâm đắc cái câu số 50. Dạ, đó là ý kiến của con thưa sư. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic ạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Kim Nhung. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Hoàng Thành. Dạ, kính mời bằng tay quý vị ạ. Dạ, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tệ Duyên,
Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Tị Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh và mời tất cả bàn tay quý vị. Vị nào tâm đắc câu nào thì cho Nhật Quỳnh biết để Nhật Quỳnh có thể phớt cái câu đó lên để quý vị đọc và đạo tràng theo dõi ạ. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ, cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tị Duyên có chức máy không? Dạ, hiện đời Nhật Quỳnh thấy có thích thành hoàn thành gì ở trước máy nè. Dạ, Quang Thanh nữa nè. Dạ, mời hai vị Phật tử, vị nào có thể đưa bàn tay mình lên trong khi chờ đợi những bàn tay mấy quý cô tu nữ không ạ? À? Alo, alo. Dạ, Mích đang ế đây, Mích Chùa Ngọc Đạt đang ế đây quý vị. Ngại gì không dám đưa tay. Đây, không ai đưa tay, con xin con xin đọc trước và để cho quý vị có sự chuẩn bị. Chắc có lẽ chưa có sự chuẩn bị nên quý vị không dám đưa tay. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị đưa tay, có thể tâm đắc câu nào. Còn duyên sự thì biết thì nói cũng tốt, không biết thì cũng không có sao. Tại vì trong đạo tràng rất là nhiều quý vị trong đạo tràng, mình chia sẻ ngắn gọn là Ngài đã vui rồi. Đã tâm đắc câu nào trong câu 44 tới 59, nên Nhật Quỳnh kính mong đạo tràng hoan hỷ đưa bàn tay của mình lên nha. Dạ, con rất tâm đắc cái câu 50 mà nãy giờ con thấy hai vị đã tâm đắc câu này. Hồi nãy con cũng thấy Sinh Tha cũng tâm đắc câu này. Con thì rất là đơn giản. Dạ, con đơn giản lắm. Bây giờ con xin đọc và kể luôn. Na bát rê sang vi lô ma ni bát rê sang cát ta cát tăng áp tân nơ và áp quát khay chắc cát ta ni ác cát ta ni cha. Không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Na bát rê sang vi lô ma ni na bát rê sang cát ta cát tăng a ta no wa a quat khay ya ka ta ni a ka ta ni cha. Dạ, lý do con tâm đắc câu này, con không nhớ nắm dương sự, chỉ nhớ chút chút thôi. Dạ, nhưng mà con nghĩ tới bốn câu thơ của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì làm có mỗi khi mà con gặp những cái trở ngại về đối xử với nhau trên những người Phật tử cùng nhau, hoặc là những người ở ngoài con, thân bằng quyến thuộc, thì con cứ nhắc tự mình làm, mình không nên nhìn lỗi người. Mình coi trước đây tại sao mình bị như vậy, tại sao mình bị người ta nói như vậy, tại sao mình bị thế này thế kia như vậy, thì mình nghĩ rằng tất cả là lỗi ở mình. Nếu mình không có gây ra từ đời này hoặc đời quá khứ, mà đời quá khứ thì bây giờ đời hiện tại mình làm cái duyên nó mới có cái chuyện này, nếu không thì nó không có. Nên đó là con nghĩ là cố gắng hơn nữa ghi nhớ lời Đức Phật dạy. Mình gặp những cái trở ngại như vậy thì do đời trước mình đã tạo. Bây giờ con cứ suy nghĩ như một điều rất là đơn giản là đóng lửa nó đã âm ỉ rồi, nó đã âm ỉ rồi. Mà nếu mình không có một cái mồi thì nó vẫn âm ỉ ở đó. Do cái mồi mình đưa tới thì nó mới bùng phát. Như vậy thì mình lỗi tất cả ở mình, không lỗi của ai hết. Thì như vậy thì con tự thấy mình tu tập được nhiều hơn. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, con đã đặt kệ và nói luôn cái ý của con. Tại sao con thích? Dạ, con thích từ lâu lắm rồi. Từ lâu câu này lắm rồi. Dạ, nên con xin dân mít đến đạo tràng. Kính mời bàn tay quý vị. Dạ, cô, quý cô tu nữ, mời quý vị trong đạo tràng ạ. À, con kính dân mít đến ạ. À, con xin Ngài chỉ dạy cho con. Thank you.
Alo, 123, 123. Chị Kim Dung xong, chị Nhật Quỳnh xong, thấy im ru. 16 bông hoa mà không có ai lên nhận bông hoa nào hết. Chị Kim Dung, chị Nhật Quỳnh thích cái bông hoa thứ 50 hả? Chắc là nói về ông Patika Chi Quý Ca Chi Quả Ca ngoại đạo, du sĩ ngoại đạo Patika, dịch là tiểu diệp hả? Thôi bỏ cái dịch đó đi, xài cái từ Bali Patika. Qua cái sự trình bày của Sư Kim Dung ha, khi hai người cãi lộn với nhau thì như vậy đâu có lộn, đúng đối tượng, cho nên hai người lại mới hăng máu với nhau chứ. Rồi càng ngày tiếng càng to thì như vậy là hai người là đúng đối tượng trong tâm sân và họ coi như là hữu duyên với nhau trong cái sự quan trái bất thiện. Thì họ la lối ôm sồm nghe những cái lời coi như không được là êm tai, cũng giống như ngài Lữ Tông nói, đi ngang qua một ngôi chợ mà thấy xăng tay áo, xăng quần lên rồi cái múa tay múa chân miệng mồm la lối ha, nói toàn những cái tiếng thô tục. Mình đi ngang qua thấy đám đông vậy nhào vô hiếu kỳ mà, rồi người ta nói những cái lời bất nhã như vậy nhưng mà lại thâm nhập vào tâm rồi gây đi tới chùa trễ. Hỏi sao nó tới trễ vậy? Quá hồi nãy đi ngang qua chợ nghe một thời pháp vấn đáp tuyệt vời, thời pháp vấn đáp tuyệt vời, rồi kể lại thêm mắm dặm muối nữa, nói những lời thô tục mà không ngượng miệng, nói còn hay hơn hai người họ cãi lộn nhau. Mà thật sự đâu cãi lộn, hai người đúng đối tượng với nhau. Thì như vậy chúng ta nghe để làm cái gì, rồi đem cái phiền não vào trong chính bản thân của mình. Cho nên có làm hay không làm, họ có chửi hay không có chửi, kệ người ta. Mà nếu nhìn lại chính mình, coi khi mà họ chửi lộn nhau á, cái tâm mình sao? Mình quan hỷ, khổ vậy đó. Mình tiếp thu, mình học, học một bài nam mô, học cả hai ba cả tuần học không thuộc. Nhưng mà nghe chửi lộn nhau cái là thuộc nằm lòng, tuyệt vời. Thì như vậy quý vị thấy rằng, như vậy là chúng ta cũng cùng khớp với người ta, mình cũng tham gia trong cái tư tưởng của mình tiếp thu, để rồi coi như những cái kia nó nhiễm vào trong tâm. Bởi vì mình không nhìn lại chính mình, mà mình chỉ có nhìn bên ngoài thôi, bên ngoài nó thâm nhập. Đó là vấn đề thứ nhất của chị Kim Nhung ha. Vấn đề thứ hai, đạo tràng tặng hoa khích lệ, có bông hoa hay là không có bông hoa, cái chuyện đó không quan trọng. Mà mình đọc mình có tiếp thu được, mình đọc có đúng hay là sai, chuyện đúng hay chuyện sai. Khi nào mà rất biết á thì người ta mới la làng, người ta không có nghe được người ta la làng. Còn bây giờ không rất biết thì cứ nói thoải mái, nhìn vào cái âm thanh để thấy rằng cái lời nói của mình người khác còn nghe. Vậy thì bây giờ người ta tặng hoa không tặng hoa, cái đó không quan trọng. Mà mình đọc có đúng hay không, mình đọc có đúng hay không. Cho nên đừng có buồn. Cái mà buồn á là quý vị buồn cá nhân chúng tôi nhiều nhất. Sai chút cũng kiếm chuyện, sai chút cũng la lối, làm giữa đám đông đạo tràng thế này quê. Quý vị có ác cảm với chúng tôi thì cái chuyện đó công nhận. Tại sao không nên nhìn lỗi người làm hay không làm, mà nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Tại sao người ta sai mình sửa làm chi vậy, rồi oan trái. Bởi vì ở đây trách nhiệm, bởi vì ở đây là quý vị có duyên gặp nhau, phải nhắc nhở cho nhau. Chứ không phải chúng tôi là, chúng tôi gầy là đi kiếm chuyện. Hoặc là ví dụ Sĩ Kim nói nhiều quá, chúng tôi nói bà tám, cứ nói đi, đừng có phân tích.
mà vô đây á, tức là mình nói lên mình tâm đắc cái nào, để rồi đó là một bài học, đó là một bài học để mình nương theo cái pháp môn này mình được an vui. À, cũng là một câu Phật ngôn 50, nhưng mà qua sự phân tích của sư Kim Nhung và sư Nhật Quỳnh khác nhau. Sư Nhật Quỳnh đi vào nội dung ngắn gọn, còn sư Kim Nhung thì đưa lên vấn đề để chứng tỏ rằng trong đó có cái vấn đề sai đúng, nhưng mà sai đúng mình nhìn người ta, nhưng mà mình nên nhìn lại chính mình. Trong cái cãi lộn của người ta, trong cái mà không tặng hoa của đạo tràng, thì mình, tâm mình sao? Mình tiếp thu cái bài học này như thế nào? Bởi vì câu Phật ngôn này, Đức Phật nói với bà mẹ của ông Tiểu Diệp, ông Ba-ti-ca. À, mà mình không phải là ông Ba-ti-ca đó. Nhưng mà rút ra, đừng có ganh ăn tích ở, đừng có ganh tị, đừng có nhỏ mọn, đừng có nhìn lỗi người ta, thì mình sẽ cảm thấy an vui ha. Rồi sa tu, nãy giờ sư Thiền Vũ đưa tay cũng ngoả tay rồi ha, xin lỗi nha. Bây giờ mời sư Thiền Vũ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào đội ngũ. Dạ xin chị Nhật Quỳnh cho em câu 48. Dạ thưa sư, con được sư dạy cho cách đọc tiếng Pali, nhưng mà tiếng Pali của con thì con chỉ biết đọc để con, như là ngài Liễu Tông cũng có dạy là các vị chư thiên nghe, các vị chư thiên hiểu, nhưng con cảm thấy con hoan hỉ. Chứ con thì không có đủ điều kiện để con hiểu tiếng Pali. Thì con xin đọc tại câu 48 theo tiếng cái bài thơ ngũ ngôn của câu 48 của ngài Minh Châu. Người nhặt các loài hoa, ý đắm say, tham nhiễm, các dục chưa thỏa mãn, đã bị chết chinh phục. Dạ thì... kể cả với tiếng Việt của ngài Minh Châu mà như vậy đó, thì con đọc con cũng chỉ hiểu vậy thôi. Thế nhưng mà khi nghe sư Trí Đức giảng về duyên sự của câu này, con cũng có ghi tóm tắt lại là ngài sư Trí Đức nói là duyên sự của sư câu này là khi mà Đức Phật ngự ở chùa Kỳ Viên, thì ngài có đề cập đến một cô gái Patipuchika là người hướng tâm về chồng cũ. Thì có nói cô này là một trong những người vợ của thiên tử Malaphari. Rồi trong một lần cùng với thiên tử, cùng với cả bao nhiêu trăm người vợ khác đi chơi, thì cô hết mạng sống nên cô chết xuống. Cô được đầu thai vào một nhà giàu, nhưng mà cô có khả năng nhớ tiền, nên là lúc nào cô cũng chỉ mong là cô làm thật là nhiều việc phước để cô có thể gặp được người vợ, người chồng tiền kiếp của mình. Nên là mọi người đều biết như vậy. Và có cô tên là Patipuchika, người hướng tâm về chồng cũ. Khi mà nghe sư Trí Đức nói về duyên sự này, thật sự con bị chấn động. Con bị chấn động vì từ lâu rồi con biết cái cuộc sống này nó khổ lắm. Thế nhưng mà biết cái khổ đấy là từ cái ích kỷ của bản thân con. Con sợ là trái tim con không gánh chịu được những cái mất mát do luyến ái của con nó quá nặng. Thế nhưng mà đến khi mà ngài Trí Đức dạy câu này thì con chấn động ở cái chỗ là đối với con, thiêng liêng nhất là người mẹ. Đối với con, còn mẹ nghĩa là con còn được thương yêu vô điều kiện. Còn mẹ nghĩa là con nghĩ là con chắc chắn là con sẽ được bảo vệ, con sẽ được an toàn. Nên là trong cuộc đời này, với bao nhiêu vai trò, làm con, làm dâu, làm vợ, làm em, làm mẹ, làm đủ mọi thứ trong xã hội hết á, thì con vẫn tự nhận thấy con đã làm mẹ tốt nhất trong những cái vai trò con đã làm. Và con cũng chỉ giản dị nói với các con rằng tất cả những cái gì mẹ nhận của bà ngoại
mẹ trả lại cho các con. Thế nhưng mà khi mà nghe duyên sự của Ngài Chí Đức kể, con sợ nếu như con có một người mẹ mà con hiểu rằng người đấy chỉ làm tất cả mọi việc tốt để mà họ được gặp một cái người chồng cũ của họ, thế còn những đứa con như con thì sao? Con sợ như vậy nên con thấy thêm một cái khía cạnh thật là đáng sợ của cuộc sống này. Đáng sợ ghê lắm. Nên là con chỉ tha thiết. Con biết nghiệp nặng lắm. Cái tâm con đầy rẫy phiền não. Thì chỉ mong trong vòng luân hồi, kể cả làm súc sanh như con ếch hay con rơi, mà có duyên nghe được những lời chánh pháp cũng là phước báu lắm. Để mà thoát dần cái cuộc đời này, con sợ lắm. Con nghe duyên sự của chuyện này, con rất là sợ. Con so vào cái hoàn cảnh của con nên nó chấn động con. Dạ, con xin kính tri ân sư Chí Đức đã dạy cho bọn con. Và trong đó thì Ngài, khi mà Ngài kể cái câu duyên sự của câu 48 đã làm con chấn động. Con thấy thêm một cái bộ mặt đáng sợ của cuộc đời. Dạ, con xin hết ạ. Sa thú sư Thiện Vũ. Câu Phật Nguồn 48 nói lên cái nàng tiên nữ Patipu Chika. Nàng tiên nữ này trèo lên hai hoa hai trái ở trên thiên đình cung trời Đao Lợi ha, với người chồng. Thì trong số những vị thiên nữ này thì cô ta coi như là hết tuổi thọ và xuống kiếp người đời. Nhưng mà cũng có một cái phước duyên là nhớ lại quá khứ của mình từ thiên giới xuống, cho nên cô ta tạo nhiều phước duyên lo bố thí cúng dường phục vụ chư tăng. Và cái mục đích của cô ta là trở về với chồng cũ, tức là tất cả hướng tâm về chồng của mình. Tức là vị thiên tử Malapari. Thì như vậy, trong cái sự ràng buộc này, trong cái sự hướng tâm này, cái cô mà Patipuchika này làm phước cúng dường trai tăng, hộ độ chư tăng và coi như sắp đặt chỗ ngồi phục vụ chư tăng. Tất cả trong lòng, cái nguyện vọng của mình là cầu mong sẽ trở về với người chồng cũ Malapari, cho nên mới có tên là Patipuchika. Tức là mọi mong muốn giống như Atithana Parami, tức là cũng quyết định của mình phải đi đến đó. Thì cô nàng này thành tựu như ý nguyện. Mục đích của Chí Thiện Vũ nói lên vấn đề này, khi cái tâm trạng mẹ của mình là một người ân, là một người thầy, là một vị Phật, mình phải hướng tâm. Nhưng mà nương nhờ nơi mẹ chỉ một thời gian nào đó, cái nàng Patipuchika này nương nhờ nơi người chồng Malapari chỉ một thời gian nào đó, khi cái này có thì cái kia có. Vô ăn trái bất thành phu phụ, vô ăn thiên bất thành phụ tử. Cái sợi dây nó buộc như vậy, thì bây giờ có hợp thì phải có tan. Có hợp thì phải có tan, chứ không phải là hồi nào nó cũng đeo níu nhau hoài. Cho nên ở đây các dục chưa thỏa mãn, bởi vì trong cái sự đắm say đó, cho nên tử thần nó kéo lôi mình vào trong sanh tử luân hồi. Thì trở lại vấn đề là vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly. Chúng ta biết rằng khi chúng ta nắm rõ một cái vấn đề gì đó thì phải coi sự tham đắm này, tức là vị ngọt này. Rồi trong tham đắm đó nó sinh ra những cái khổ này, đó là sự nguy hại. Và trong cái khổ đó chúng ta phải tìm đường để thoát khổ, tức là xuất ly. Cho nên giáo pháp nhà Phật khổ đi đầu, để chúng ta lấy đó mà quán, tìm ra cái nguyên nhân gọi là tập đế. Và khi tìm ra cái nguyên nhân là chúng ta phải thực hành là đạo đế. Và thực hành đế liền
thoát được cái khổ, tức là diệt đế. Đó là bốn sự thật mà Sĩ Thiền Vũ nói lên rất là ngắn gọn từ một cái câu chuyện nàng thiên nữ Putipu Chika hướng tâm về người mẹ. Đó là một sự so sánh để làm tròn trách nhiệm bổn phận của một người con. Đây cũng là một điều mà Sĩ Thiền Vũ chia sẻ rất là thiết thực đối với câu Phật ngôn 418. Sa thủ Sĩ Thiền Vũ. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục chứ. Sắc Dương Tu chưa thấy bàn tay nào hết. Con ai? Con sớm mà. Rồi Sa thủ cô tu nữ tuệ duyên. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Tỳ Đức, đại đức Pháp Trang, đức Tự Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam thánh nữ. Hồi nãy giờ con vào thì con nghe được các vị chia sẻ về phẩm hoa, ngồi nghe mà thật ra muốn nghe không chứ không có muốn đưa tay. Nhưng mà ngày nào alo có bàn tay thì con nhớ lại câu ngài Chánh Định có nói: rừng xanh nhờ bởi nhiều cây, thành công nhờ bởi bàn tay nhiều người. Cho nên là con cũng đưa bàn tay để chia sẻ. Và cái câu phẩm hoa thì mới hôm bữa con học kinh Pháp Cú câu 54 Nhật Quỳnh nè, cho dùm câu Pháp Cú kinh số 54. Tự nhiên tâm đắc câu này. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc và kể trước. Na búp phát gan thô bát tí hòa tam mê tí nát chân đát năng Chagaram lika wa satan chagan tho pati wa tamme ti sabba disa sabbudiso sabba disa sabbudiso bhava yati. Na bup pa gan tho pa ti wa ta me ti na chan da nang ta ga ra man li ka wa sa tanh cha gan tho pa ti wa ta me ti sapa di sa sapputi so pawayati. Hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Thì tâm đắc của con là câu này. Theo duyên sự hôm bữa con đọc, con nhớ là có hai người hoàng hậu, nhưng mà hoàng hậu Malika này chuyên chú học pháp và lắng nghe những lời không biết là những lời của Ananda của đệ con. Nhưng mà vị hoàng hậu Malika này rất là chuyên chú và học và chú tâm nghe pháp, lắng nghe, học đâu nhớ đó, học đâu hiểu đó. Một thời gian thì vị hoàng hậu này đã chứng đạo quả một cách tuyệt đối. Thì theo con, như hương các loài hoa thơm
không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh đã post lên tiếp. Nhân sự hai bài kệ này được Đức Thế Tôn, dạ, được Đức Thế Tôn thuyết ở Sa Bích Thi. Khi đó Tôn giả Ananda đã bạch rằng trong đời có nhiều thứ hương thơm, như là hương của bông hoa, hương của gỗ cây, hương của rễ cây. Nhưng thứ hương đó mùi thơm chỉ bay xuôi gió. Vậy có thứ hương nào bay được ngược chiều gió không? Cái câu này mới là quan trọng. Đại Đức Ananda đặt câu hỏi. Và trong các loại hương, thứ hương nào cao quý nhất? Hỏi tiếp câu thứ hai. Để trả lời câu hỏi này, Đức Phật đọc hai bài kệ trên. Đó, thì là cái câu duyên sự rất là rõ ràng. Cho nên bây giờ con sẽ đặt một cái câu thí dụ. Mình ví dụ như là mình đứng gần một cái đống phân. Mặc dù cái đống phân đó nó bay rất xa, tới đâu cũng nghe mùi. Nhưng mà mình đứng gần nó, mình cũng lay. Nhưng mà mình không có dính vô. Không dính vô. Nhưng mà tại vì mình đứng gần thì mình nghe cái mùi nó vậy thôi. Nếu mà khi mà phân tích sâu thì cái khí của nó, mùi thơm, mùi thối, mình nghe, mình chỉ biết nó là thơm hay thối. Nhưng mà khi mà phân tích sâu vô thì nói đến cái người có đức hạnh và cái người không có đức hạnh. Thì cái người không có đức hạnh nói cách khác, hay là cái người ác hoặc cái người thiện, thì họ cũng có được tiếng tâm, tức là một người tiếng tốt và một người tiếng xấu. Thì tất cả trong cái phẩm hoa này nói lên một cái lời kệ. Một câu thì có một cái câu kệ, rồi câu này là do Đức Thế Tôn thuyết ở Sa Bích Thi. Khi đó là Đại Đức Ananda bạch hỏi Thế Tôn, thì Thế Tôn mới thuyết lên hai bài kệ. Như vậy là hai bài kệ đó là 54, 55 chắc, phải không Nhật Quỳnh? Thì qua những cái câu kệ này, tại sao có những người họ nghe một, đúng là câu 54 và 55 thì mới gọi là xong đó, nghĩa là một câu nói và một câu đáp, một câu đáp lại mới gọi là xong đối. Cho nên khi mà mình mới vào học kinh Bát Cú thì nó thu hút. Khi đó là tự nhiên nhớ là chỉ biết lên kệ ngân nga thôi, chứ không biết Bát Cú là chi, Bát Cú là gì. Có một vị đó mà bây giờ vị đó đã ra đời rồi, ở trên Bửu Đức. Ở trên Bửu Đức bây giờ thì có rất nhiều vị. Những vị mà tự nhiên được học. Bây giờ người thì mất, người thì ra đời, có gia đình khác, đủ kiểu, đủ thứ. Bởi vậy cho nên khi mà mình thì bây giờ mình phải cố gắng theo duyên tự nhiên. Bây giờ cái tuổi đời càng ngày nó càng lớn, không còn trẻ mãi. Cái gì cũng vậy. Như bông hoa tươi đẹp, đẹp rồi cũng phải tàn, thơm rồi cũng phải thối. Như hoa ly tự nhiên mỗi khi
lên chánh điện cứ đẹp. Và khi nó tàn rồi, rồi khi nó thơm dữ lắm. Rồi khi nó bay mà có hồi trước lâu lắm nữa, một hai lần đổ mấy cây tình bông. Nhưng mà bây giờ có Đức Tị Đức về, không biết Đức Tị Đức Đức còn chút máy không. Đức Tị Đức chăm sóc hoa rất là kỹ, nào là chăm bón nước rồi đúng thấy được để Đức Tị Đức chăm hoa rất là đẹp. Nhưng mà tự nhiên riêng tự nhiên á, hoa người nữ rất là nhiều người thích, nhưng mà tự nhiên thích thì thích vậy thôi, cũng không thích lắm, nhìn thì cũng nhìn vậy thôi, tại vì tự nhiên thấy nó đẹp đó, rồi có đâu chưa được nồi ngày nữa cái nó héo, nó thơm mấy bữa thì nó thúi, nó đâu có hiện hữu hoài đâu, cho nên là Đức Phật mới ví như những bông hoa như vậy. Thì theo tự nhiên thì có vài cái chia sẻ. Dạ, yeah. Bây giờ con kính dân mất đến ngày là, dạ, yeah, con có nói sai gì chia sẻ. Xin ngài chỉnh sửa và hướng dẫn để con biết để mà chấn chỉnh. Dạ, con kính dâng bích đến ngài. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bạn, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được chia sẻ bài số câu pháp cú số 50. Dạ, câu pháp cú số 50 là Naparisang vilumani Naparisang kata katang Attanu wa awekaya Kata ni akka Ta ni cha Naparisang vilumani Naparisang kata katang Antanu wa awekaya kata ya kata cha. Không nên nhìn lỗi người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, qua câu pháp cú này thì con được học hỏi là câu pháp cú này Đức Bổn Sư Đức Phật thuyết về đề cập đến tu sĩ Pa Kí Kát. Thì ngài vị này là tu sĩ ngoại đạo, thì được một bà thí chủ nhận làm con nuôi. Thì vị Pa Kí Kát này rất là ích kỷ, chỉ muốn bà thí chủ này là phục vụ cho mình, lo cho mình thôi, không có muốn chia sẻ. Nhưng bà thí chủ này biết được ở trong làng có nói chuyện về Đức Phật, nghe ngài được thuyết pháp,
Bà rất muốn đi tham dự nhưng cứ bị người ông Patika ngoại đạo này ngăn cản. Thì một hôm thì bà đi không được thì bà mới kêu con mình đó là đi thỉnh Đức Phật về. Dạ. Thì khi mà ông Patika nghe như vậy đó thì mới nói là đứa bé này đó nên chỉ đường sai, không cho đừng có để cho Đức Phật biết đường mà về nhà. Dạ. Nhưng mà Đức Phật là ngài đã biết rõ, khi ngài đã biết rõ, thấu rõ con đường luân hồi của chúng sanh, ngài biết được đâu là con đường đi địa ngục, đường đi của chúng sanh như thế nào, đường ngạ quỷ, đường nhân loại, đâu là con đường của nhân loại, con đường của chư thiên và con đường bất diệt đại niết bàn. Không bao giờ ngài cần ai chỉ đường hay như thế nào. Thì ngày hôm đó đến giờ thì ngài cứ đến thẳng nhà của ngài bà thí chủ. Thì khi đến nơi, ngài thuyết pháp cho bà thí chủ chuẩn bị vật lễ dụng đồ, một buổi tiệc rất là trịnh trọng. Thì hôm đến phiên ngài thuyết pháp, thì hôm bữa thuyết pháp đó thì bà nghe và rất hoan hỷ và ca tụng đến Đức Phật. Thì nhưng mà ông Patika này ở trong nhà nghe như vậy thì thấy là mình đã không còn cái chỗ đứng ở trong cái căn nhà này nữa. Rồi ông cũng rất là bực bội và sỉ mạ bà thí chủ ngay trước mặt của quần chúng như vậy. Thì khiến bà thí chủ này rất là hổ thẹn và đã bị phân tâm. Khi mà Đức Phật thấy như vậy thì Đức Phật mới bảo rằng là những lẽ của con người ưa khích bác, chống đối như thế, thì bà không nên nghĩ và không nên nhớ làm gì. Đừng chất chứa nó trong tâm. Chỉ nên xem việc mình đã làm xong chưa và việc mình chưa làm là hơn. Dạ. Thì qua câu chuyện này con mới học được là con phải biết chỉnh sửa bản thân của con, phải biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Thì đối với bổn phận làm con, thì con thấy tháng rằng bây giờ con chỉ có một mình má của con thôi, thì con nên dành thời gian với má con. Đối với bổn phận của một người chủ trong công việc làm, thì con cũng dành thời gian nói chuyện với, có những cuộc họp mặt nhiều hơn nữa đối với staff của con, tạo cho cái không gian nó được thân thiện hơn. Dạ. Còn đối với công việc làm của con, thì bây giờ con được biết đến Tam Bảo, được biết đến học Phật Pháp, thì con cũng sẽ sắp xếp công việc của con lại để con dành thời gian con học hỏi về Phật Pháp hơn. Còn đối với những đứa con, hai đứa con gái của con á, thì một đứa đi làm xa, một đứa thì ở gần với con. Dạ. Thì nói chuyện cuộc sống ở bên này thì mạnh ai nấy làm, con nó lớn rồi nó cũng tự lập thôi. Thành ra mỗi lần mình nói chuyện với nó hay cắt ngang lắm. Nó nói con busy lắm mâm mì. Dạ, thì con phải biết là bổn phận người mẹ thì cố gắng tạo cơ hội giống như nói chuyện với nó nhiều hơn nữa. Và chỉ dạy cho nó, phải kiên nhẫn chỉ dạy là lúc trước đó, là khi mà tụi nó nói bận vậy đó, thì con cũng tôn trọng. Tại vì cuộc sống con ra ngoài thì nó khác ở mình. Với sống đây từ nhỏ đến lớn nữa, thành ra mình rất là tôn trọng những lời của đứa con mình nha. Thì bây giờ con cũng nên chỉnh sửa bản thân con, thích nghi nhưng mà cũng phải có một cái quyền làm mẹ, trong đó là phải gần gũi, mình phải gần gũi với nó, mình phải nói chuyện nhiều với nó. Dạ. Còn đối với chồng con á, thì con phải không nên quá đòi hỏi. Dạ. Phải lắng nghe anh chút xíu, tại vì anh rất là chiều con, cái gì con muốn là được hết á. Dạ. Thành ra cũng phải biết lắng nghe, đừng có đòi hỏi anh quá. Giống như bây giờ con học nè thì anh lo hết việc nhà ha. Thành ra con phải biết cân bằng lại chút xíu. Dạ.
Còn riêng đối với bản thân của con á, thì qua một năm nay, gần đúng một năm rồi đó, còn mấy ngày nữa là đúng một năm là con biết đến Phật giáo Nam Truyền. Thì qua đây thì con rất 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 là tri ân quý sư, quý ngài và đạo tràng. Mỗi người đều hướng dẫn cho con một ít. Dạ. Thì qua đây con cũng học hỏi rất nhiều. Và con cũng được cái cơ hội là biết đến Tam Bảo. Thì cái sự thực hành của con là tin tưởng hoàn toàn. Thì qua sự tin tưởng này và con cố gắng tập học hỏi nhiều hơn. Học hỏi nhiều hơn không phải là chỉ là biết cúng dường hay là làm phước thôi, mà cũng phải học đến giáo lý. Dạ, nhưng mà cái óc của con nó dở lắm. Học trước rồi quên sau. Thành ra con biết là cái lỗi của mình, cái của sự của mình là còn lo về cơm áo gạo tiền quá, chưa hoàn toàn chú tâm. Dạ, giống như học với Diệu Pháp là con rất rất là dở. Dạ, thành ra mỗi lần mà có ai mà kêu con lên trả lời hay gì là con run lẩy bẩy luôn. Còn bây giờ được cơ hội quý sư và đạo tràng tạo cho con cơ hội đọc kinh Tam Bảo trong lum thì lúc vẫn còn run đó, mỗi lần lên là căng thẳng lắm. Nhưng mà so với về vấn đề học Pali với Vi Diệu Pháp thì con cảm thấy là khả năng của con biết tự tin hơn về cái phần học Pali. Còn cái phần Vi Diệu Pháp là con biết là cái điều này là con phải cố gắng hơn nữa. Dạ. Còn về cái việc mà quan sát tâm của mình thì cái khả năng của con là hiểu được là phải học thì phải hành, phải tập hành thiền, thì quan sát tứ oai nghi của mình, làm gì biết đó. Dạ, nói thì dễ lắm nhưng mà ngồi xuống vẫn còn phóng tâm lắm. Thì tất cả những lời Phật dạy là mình hãy quay về nương tựa chính bản thân mình, cũng như ngài Chí Đức luôn luôn dặn là hãy là hải đảo của bản thân mình. Dạ, thì cố thực tập tu tập chỉnh sửa bản thân cho hoàn thiện, trước hết là tâm an thì cảnh mới an. Thì qua một năm nay thì con được dạ cũng rất tri ân đạo tràng, con được học hỏi rất là nhiều. Dạ, thì vẫn còn còn sai nhiều thứ lắm, nhưng mà phải cố gắng học hỏi thôi. Thì nương tựa vào Tam Bảo thì tâm mình sẽ được bình an nhiều hơn. Dạ, thưa con nói xong rồi. Con kính tri ân ngài, con kính tri ân đạo tràng, và dạ, đã tạo cơ hội cho tụi con được học hỏi. Dạ, sa thứ. Dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, và con kính đảnh lễ ân Đức Chư Tăng, và con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, và xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con dạ này là con vô con xin thú tội. Dạ, trong cái phẩm qua này thì cái câu câu nào con cũng thấy hay hết trơn, câu nào con cũng cố gắng thực hành hết á, con cũng cố gắng trau dồi hết. Nhưng mà có cái câu Phật ngôn 50 thì con xin thú tội với cái câu Phật ngôn 50, con xin thú tội với sư là bậc thầy của con. Và con xin thú tội với ân sư và sư phụ của con, tại vì con chưa có làm được câu này. Tại vì con vẫn còn nhìn lỗi người. Con nhìn lỗi người á, con mới thấy được cái lỗi của mình. Khi mà có những khi con phạm lỗi mà con không biết mình phạm lỗi.
không biết điều đó là xấu. Nhưng mà khi người thấy người ta phạm lỗi đó, mình mới thấy được cái điều đó là điều xấu. Thì khi thấy điều xấu rồi, cái tự bản thân con hổ thẹn là mình đã vướng vào cái đó, tự mình thấy mình hổ thẹn, tự thấy mắc cỡ, thì từ đó phía sau thì tránh điều đó. Chứ có nhiều khi phạm mà không biết đâu, nhiều khi không biết mình sai nữa, thành ra là con vẫn còn nhìn lỗi người. Thì con hứa sẽ cố gắng học tập và sửa đổi với cái câu Phật ngôn này, để cho được đúng theo lời Đức Phật đã khuyên dạy là không nên nhìn lỗi người, người làm hay không làm, nên nhìn tự chính mình có làm hay không làm. Đó là câu Phật ngôn số 50. Về câu Phật ngôn số 53 là cái câu con tâm đắc, là tại vì cái câu này nói lên chính cái bản thân của con. Nó làm như từ một đống hoa nhiều chàng hoa được kết, cũng vậy thân sinh tử làm được nhiều thiện sự. Thì con đọc cái câu này thì con biết là được làm thân người không biết được bao nhiêu kiếp. Mà con có nghe quý sư đọc cái câu mà con không có hết đâu. Con lớn tuổi rồi không có nhớ được nhiều. Làm được sanh làm người là khó, về được gặp chánh pháp lại càng khó, được hiểu mà càng khó hơn vậy đó. Con không có nhớ hết là chính xác, con nhớ là như vậy. Thì từ cái câu đó con nhìn lại cái câu này, con nghĩ là mình được làm người, làm thân người khó như vậy, mà làm thân người á, trong cái kiếp này mình làm thân người mình làm được những gì, thời gian cũng không có bao nhiêu, thành ra là con cứ chuyên chú vào cái những gì mà con học quý sư truyền đạt cho con. Con thấy điều đó đúng thì con cố gắng con làm tranh thủ thời gian, không để bỏ lỡ thời gian, không để uổng phí thời gian. Thậm chí với con á, là con rất tiếc thời gian nữa. Với con học nghe sư giảng hay là con học bài thì con rất sợ hết cái thời gian nữa lắm. Có khi con cũng không biết con làm sao luôn. Là cũng như ban ngày thì con ngoài cái việc làm thì con vẫn làm cái công việc, nhưng mà mỗi một việc làm con làm điều đó là con liên tưởng đến cái câu gì đó của sư giảng, nó liên quan tới cái sự việc này, tới cái trong cái tâm của mình nó diễn biến ra những cái cảm xúc, thì con cứ liên tưởng tới những lời của các bậc ân sư giảng dạy. Không, con kỳ lắm, thức thì cũng làm cái việc thiện, mà ngủ thì cũng thấy mình làm cái điều đó, thức đi chùa, ngủ cũng thấy đi chùa. Thức học pháp với quý sư thì ngủ cũng thấy quý sư dạy pháp. Nó cứ như vậy hoài thì thấy là cái sự cố gắng của con, không biết nó làm cho con như vậy thì hay sao thì không biết, nhưng mà con nhất quyết làm điều này và học cái câu Phật ngôn 53 này. Tại vì giống như hòa thượng Tiểu Tông mới nói, chỉ một khải móng tay thôi là mình có kiếp sau chưa chắc đã có ngày mai ngày sau. Thành ra là con làm nhiều thứ thì mình sẽ kết lại nó sẽ được nhiều cái thiện sự nhỏ, mình sẽ kết lại thành một chàng để biết mình có được thân người bao nhiêu kiếp để mình làm. Thế là con nghĩ như vậy. Con rất là tinh tấn với cái câu này. Dạ, thì con có chia sẻ có bao nhiêu điều thôi. Dạ, con xin sư và đạo tràng góp ý thêm cho con ạ. Dạ, con xin dâng mic lại cho đạo tràng. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính lãnh lễ sư Tri Đức, kính lễ sư Tuệ Đức, sư Pháp Trang, kính lễ quý cô tu nữ và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu trong đạo tràng.
Dạ thì cũng như các bạn đó, là trong Phẩm Hoa thì con rất là thích những cái bài, những cái câu pháp cú trong Phẩm Hoa này. Nhất là trong đó thì có hai câu, đó là câu 50 và câu 58. Câu 50 thì các bạn đã phân tích và chia sẻ và đã đưa ra ví dụ cụ thể rồi, nên con sẽ không bàn về câu, con sẽ không nói ra những cái con suy nghĩ về cái câu 50, mà con sẽ chuyển qua cái câu 58. Thì trong cái câu pháp cú 58 này thì con rất là thích thú về cái tình bạn giữa Sư Bút Tá và Sakagadina. Hai người bạn thân này đã giúp đỡ và chỉ cho nhau những cái cần học và những cái cần bỏ đi, giống như ngài Sri Bút Tá là luôn nâng đỡ ngài Sakagadina khi ngài Sakagadina tin theo ngoại đạo và nói với Sri Bút Tá là hãy thỉnh mời những người ngoại đạo đó đến nhà để cúng dường. Thì ngài Sri Bút Tá không có từ chối cái lời đề nghị của ngài Sakagadina, mà ngài Sri Bút Tá vẫn mời những vị ngoại đạo đó, nhưng mà ngài thử thách xem những vị ngoại đạo này có đáng được tôn kính hay không, có đáng được cúng dường hay không. Và qua cái sự thử thách của ngài Sri Bút Tá thì chứng minh với ngài Sakagadina rằng những vị này không đáng tin cậy, bởi vì những vị này rất là thô tục, chứ không có như lời những vị ấy nói là các vị ấy biết tương lai và quá khứ, thật sự các vị ấy không biết gì cả. Thì Sakagadina cũng chưa tâm phục khẩu phục, thì ngài Sri Bút Tá mới nói, mới đề nghị với Sakagadina là hãy cúng dường và hãy mời bậc đạo sư và 500 vị tỳ khưu đến để cúng dường. Và Sakagadina thì chấp thuận cái lời yêu cầu đó, nhưng cũng như ngài Sri Bút Tá là Sakagadina cũng muốn là thử thách những cái bậc đạo sư và vị tỳ khưu đó có thật sự đúng như những lời ngài Sri Bút Tá nói hay không. Và khi Sakagadina đến mà thỉnh mời bậc đạo sư và 500 vị tỳ khưu, thì Đức Phật cũng quán xét xem là Sakagadina này có thật sự là muốn thỉnh ngài đến hay không. Và khi quán xét đó thì ngài thấy là nên đi, vì khi mà ngài đến đó thì ngài sẽ đem sẽ chuyển hóa được cái sự tin tưởng của các há đi ná về cái pháp của ngài giảng. Và cùng với các Sakagadi ná thì cũng có những mắt sẽ thấm lời dạy của đức đạo sư. Thì khi đến nơi thì bậc đạo sư đã chứng tỏ cho Sakagadina là ngài là bậc tối thượng, ngài biết được những cái ý nghĩ trong tâm của ngài Sakagadina, và ngài đã thể hiện ra cho Sakagadina thấy rằng ngài đúng là một vị đạo sư, mà những giáo pháp của ngài là trao dồi về tự nhãn. Và khi biết về những ân đức của Phật pháp thì những hàng đệ tử sẽ có được trí tuệ giống như một người sáng mắt, còn nhưng mà chúng ta không biết thì giống như một kẻ mù sẽ đi con đường sai. Thì qua cái chuyện này thì con thấy ấn tượng về những cái lời giảng dạy của Đức Phật, và từ đó thì con sẽ không chảnh mãn trong cái việc học pháp, thì con sẽ chú tâm hơn và đọc những cái quyển sách mà con có đủ duyên để được thỉnh về, nhưng mà con ít có thời gian để mà đọc, để mà hiểu, để mà suy xét. Thì qua cái câu pháp cú số 58 này là Yatha Sankha Ratha Nasmin Uchitasmin Mahapathe Paduman Tattha Cha Yetha Sutiyam Thang Mano Ramang. Như giữa đống rác nhớp văng trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người, giống như hoa sen đã nở trong cái hầm, trong cái hầm lửa mà bị Sakagadina đã làm để mà thử thách bậc đạo sư. Và qua đó thì con thấy là không được chảnh mãn trong việc học pháp cũng như việc hành pháp, vì nếu ta không học và không hành thì chúng ta sẽ không có trí tuệ. Cho nên là khi đã học được pháp, đã có cái cơ duyên, cái may mắn được học cái chánh pháp,
thì ta phải học cho đúng, cho đàng hoàng, giống như một con cá bơi dưới nước chứ phải một con tôm mà ta đi chụp lùi. Nghĩa là vậy thì con là không nên phóng dật, không nên dễ vui khi chúng ta học pháp. Và cũng qua cái tình bạn giữa Sariputta và Sakagadina này thì con cũng rất quý trọng cái tình bạn giữa con và bạn Kim Nhung. Kim Nhung thì giúp ích con rất nhiều trong cái trên con đường tu tập. Và khi con có những cái gì mà không đúng á, thì bạn sẽ góp ý cho con. Và con cũng mong tình bạn giữa con và chị Kim Nhung giống như là giữa cái tình bạn thân giữa Sariputta và Sakagadina, như là xây dựng để mà đi theo chính đạo, để mà được hiểu rõ hơn và tu tập đúng theo chánh pháp. Bởi vì như con cũng rất là tâm đắc với lời của ngài Upandita: cơ thể này đầy bất toàn và khiếm khuyết, như thể một cây độc nơi trú ẩn của bệnh tật và chất chồng khổ đau. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy tu tập trước khi cơ thể này xung trơn sườn chết và rã rời thành những mảnh xương. Và như vậy thì con rất quý những thời gian còn lại trên thế gian này. Và con cũng mong là tình bạn của con và Kim Dung sẽ không phải ở trong cái kiếp hiện tại này, và trong những kiếp mà chúng con còn luân hồi thì chúng con còn gặp nhau, còn gặp được chánh pháp và có vị minh sư để dẫn dắt chúng con đi theo con đường chánh và hiểu rõ hơn về ân đức Phật, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, để đi đúng vào con đường bát chánh đạo để đưa đến đạo quả giải thoát. Dạ, con có những cái lời, những cái suy tư và những cái mà con suy nghĩ về cái câu Phật ngôn số 58 này. Dạ, con kính tri ân sư Trí Đức và toàn thể đạo tràng đã nghe. Dạ, xin cảm ơn sư Trí Đức và toàn thể đạo tràng. Cảm ơn quý sư của cô tu nữ. Alo, 123, 123. Xin lỗi quý vị ha, còn có 4 phút à. Thôi để kết thúc chương trình. À, thì nãy thấy sư Quang Thanh đưa tay nhé. Nhưng mà rất là hoan hỷ với sự tham gia của quý vị. À, đầu tiên là cô tu nữ Tuệ Duyên, sư Tina, sư Thịnh Kiểm và sư Hồng Mai. À, cô tu nữ Tuệ Duyên cũng câu Phật ngôn 50. Nhưng mà hơi dông dài một tí, tức là nói lên cái vấn đề đại cương, hơi rộng rãi. Cũng câu Phật ngôn 50, rồi Sik Tina đi vô chi tiết và kiểm điểm lại chính bản thân của mình. Và đối với hiện cảnh, tức là thay vì một người con đối với một người mẹ vô sĩ Puchika, đối với người mẹ nuôi, và trong cái chuyện đó sự ganh tị khởi lên, thì bây giờ điều chỉnh lại đối với người mẹ đang sống của mình. Đó là một cái điều rất là thiết thực ha, để nói lên trách nhiệm bổn phận và chúng ta biết mình là ai ha. Đó là điều mà Christina đã thể hiện rất là tốt qua vấn đề học và hành pháp. Rồi Sức Hành Kém, câu Phật ngôn 50 tới câu Phật ngôn 53, một câu thôi, phân tích chưa xong, qua tới hai câu cổ đế, trong khi người ta đang bị cái vấn đề dịch bệnh hoành hành khắp thế giới, vậy mà Sức Hành Kém lại chơi với dịch, nuôi một con vịt con rồi tập nó massage, rửa mày, rửa mặt, rửa cái là coi như là chính cái vấn đề đó cũng là một sự đau khổ chơi với dịch, nhưng mà đâu có hoàn thành đâu. Rồi con vịt mất là tự nhiên buồn rầu sầu khổ, làm chi gì cho mệt. Mình sống mình lo cho chính mình đi, câu Phật ngôn 50, mình lo cho chính mình, còn đa mang thêm một con vịt con. Thế rồi khi con vịt mất đi, bị bắt rồi bị người ta mượn để đi câu cá rồi mua hẳn con vịt đó đem về làm sở hữu cho mình, rồi bị mất đi, bị ăn cắp, rồi thấy buồn rầu sầu khổ. Chi vậy? Mình lo cho mình đi.
đi tu rồi để thấy mình, đi tu rồi phải rình người ta, đi của anh chi cho mệt vậy, khổ quá. À, đó là sức hạnh kẻ ma, ai cũng sợ dịch mà dám cơ với dịch, à, như vậy là cũng có bản lãnh. Nhưng mà đi vô nội dung thì coi như sống vì tha nhân nhiều hơn là sống với chính mình. Rồi, người cuối cùng là sư Hồng Mai. Qua câu chuyện của Gavahat Dinna với Siriputta, đó là một bài học để cho cái vấn đề đoàn kết, cái vấn đề trung thủy, cái vấn đề tri kỷ với sư Kim Dung được thể hiện. À, một bài học của thời xưa, hai người bạn này khi hiểu lầm nhau, rồi khi cùng có tranh chiến, chung tay sát cánh với nhau trong chuyện sự, thì đó là một bài học để rồi sĩ Hồng Mai muốn rằng chính cá nhân của mình và sĩ Kim Nhung sẽ là tri kỷ, tri bỉ, đi cuối cái đoạn đường thực hành về giáo pháp. Thì nói chung hôm nay quý vị coi như chia sẻ rất tuyệt vời. Thì chia sẻ của quý vị đi vào nội dung, chúng tôi rất là hoan hỷ và mong rằng cứ thế mà làm. Bởi vì lời của Đức Phật chúng ta không thể thuyết giảng, mà chúng ta nương theo những cái gương đó, nương vào lời dạy của Đức Phật đối với một cá nhân nào đó, để rồi coi như mình học, chứ không phải mình lên đây mình thuyết giảng về lời dạy của Đức Phật phân tích làm chi. À, cái điểm đó là tâm đắc, lấy đó làm bài học. Ví dụ như sĩ Công Bạc, câu chuyện hai người bạn đó là một bài học để cá nhân của mình với lại sĩ Kim Nhung sẽ là đôi bạn tri kỷ, tri bỉ, nắm tay nhau, sách tấn, khích lệ với nhau trên con đường tu tập. Đó là sự thành công. Rồi, rất là hoan hỷ hôm nay quý vị tuyệt vời quá, chúng tôi không muốn, không biết nói gì nữa hết á. Thôi kết thúc ở đây cho rồi. Hôm nay ngày rằm tháng 8 trung thu, bị giãn cách, bị phong tỏa, cho nên mọi năm là có bánh trung thu ăn rồi, năm này coi như chết quốc. Thôi quý vị quan hỷ ha, chúng ta trong hoàn cảnh của đất nước chấp nhận vậy thôi, có cũng được không có cũng được, mà có bánh là có nhân, nhưng mà không có bánh thì không có nhân đâu. Thôi kết thúc ha. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tiểu thành phúc quá rồi hộ trì chúng sanh, những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin qua lực vô biên chơi toàn giác độc giác và thinh văn chính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ete na sa cha wa che na so ti wo ho du sa ba da. Do lời chân thật này, kinh nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy nhá. Xin mời sư Hồng Nhật kết thúc với sinh hoạt của đạo tràng ạ. Thank you.